Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu người vẫn hướng về Thiên Chúa, nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Hôm nay là thánh lễ kính lòng Chúa thương xót cuối cùng của năm 2021 dương lịch. Vì thế tất cả chúng ta cùng hợp lại với nhau nói một lời tạ ơn Thiên Chúa chân thành. Như là cái anh bị phong cùi được Chúa chữa bệnh, anh ta quay trở lại quỳ dưới chân Chúa mà dâng lời tạ ơn. Chúa Giêsu nói rằng là lòng tin của anh, lời tri ân cảm tạ, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta không phải là những người vô ơn. Chúng ta tri ân Chúa và chúng ta còn nài xin Chúa thêm và thêm nhiều ơn nữa cho chúng ta qua năm mới 2022 dương lịch. Sáng hôm nay thì con có nhận một cú điện thoại ở trên Sài Gòn gọi về, bảo cha ơi, nhà con xung quanh nhà con nhiễm hết trơn cái mùa dịch này, thế mà nhà con Chúa gìn giữ. Mẹ cha nói dâng lễ tạ ơn rồi, con xin một lễ tạ ơn ngay. Nhà con ở chính giữa thì lại Chúa lại gìn giữ, không ai bị làm sao, chứ còn bà ngoại nhà con đủ thứ bệnh hết trơn. Chúng con cảm nhận được Chúa thương cách riêng đối với gia đình con. Thế nhưng mà trưa hôm nay thì cũng có một ông cố ở giáo xứ Cao Xá đến, một cha ơi, con phải xin lễ tạ ơn chứ nhà con nhiễm hết cả nhà. Nhà con nhiễm hết, nhà ông cố Quang đấy, nhà con nhiễm hết cả nhà luôn đấy, mà Chúa cũng cho qua hết, bây giờ không có ai bị làm sao hết. Thế thì kính thưa quý ông bà và trẻ, anh chị em, dù bệnh hay không bệnh, và thậm chí cả những gia đình có những người thân, có những gia đình 7-8 người qua đời, thì chúng ta vẫn nói một lời tạ ơn Thiên Chúa về một năm đã qua. Và lúc này chúng ta còn dự thánh lễ để tạ ơn Ngài. Xin Chúa ban nhiều ơn lành, nhất là xin Chúa ban ơn Thánh Thần soi sáng để chúng ta biết rằng dù nắng cháy hay mưa xa hay dù gì đi chăng nữa thì Chúa vẫn luôn quan phòng cho cuộc đời chúng ta. Trên mạng của con thì con có nói rằng là hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021 dương lịch. Hãy nói một lời tạ ơn thì con rất là vui, rất là vui. Bởi vì có nhiều lắm, rất là nhiều người viết những lời tạ ơn. Không thể đọc hết được, con chỉ xin đọc đại diện một đôi lời tạ ơn để cộng đoàn chúng ta cùng hiệp thông. Thứ nhất là của Ái Thu. Con xin cảm tạ Chúa đã ban cho gia đình con rất nhiều hồng ân, và cả trong những gian nan khốn khó, Chúa đã luôn đồng hành với gia đình con. Rồi người thứ hai, Vũ Hoàng Long. Tạ ơn Chúa một năm biến động, Chúa vẫn quan phòng rộng tay ban, trong đau thương vẫn luôn hy vọng, dâng người lòng cảm mến mênh mông. Một lời tạ ơn được viết thành một bài thơ. Một năm rất là biến động, nhưng giữa cái giống như là các tông đồ ở giữa sóng biển dồn dập như vậy thì thấy Chúa. Thấy Chúa ở giữa biển động sóng trào. Rồi một tác giả nữa cũng viết thành một bài thơ, đó là Đức Thương, lời tạ ơn. Viết làm sao trăm ngàn lời tạ ơn, cảm ơn Chúa cả năm con vui sống, lúc bệnh hoạn bao đắng cay không sờn, vẫn vững tin Chúa là nguồn hy vọng. Nói làm sao con tim được lay động, dù dịch bệnh có lan rộng mùa đông, kinh mân côi sáng chiều vẫn mơ mộng,
thánh lễ chiều được nhiều người trông ngóng. Nghe những lời thiết tha từ đáy lòng, ngày thứ sáu thánh lễ lòng thương xót những bệnh nhân COVID tử vong, dâng lên Chúa chung lời nguyện cho chót. Rồi một tác giả nữa, Thùy Lê: con xin cảm tạ Chúa đã ban cho đại gia đình con biết bao hồng ân, nhất là những lúc gia đình con gặp khó khăn. Tức là chị cảm nhận được ơn Chúa ban nhiều trong những lúc khó khăn. Trong những lúc khó khăn thử thách thì chúng con lại cảm nhận được có Chúa bên cạnh nâng đỡ ủi an để gia đình con vượt qua. Rồi, một người cuối cùng đó là Công Đức. Có lẽ đã có quá nhiều biến động xảy ra trong năm qua đối với con, mọi người và với thế giới này. Nhưng tạ ơn Chúa vì trong mỗi biến cố của cuộc đời, chúng con được kinh nghiệm từng chút một về sự tế trị, về uy quyền vĩ đại của Chúa. Dù trong năm qua đã có những lúc con ngã lòng trước những cám dỗ, đức tin trồi sụt. Đây là một anh thanh niên. Đức tin trồi sụt và yếu đuối khi phải chiến đấu với nạn đề, đã từng bỏ cuộc rồi lại quay lại, hoặc nghĩ rằng mình đang bước đi với Chúa quá chậm, thì cũng hãy vui mừng vì chúng ta đang tiến lên. Con xin Cha cầu nguyện tạ ơn cho gia đình con một năm mới bình an, có sức khỏe, công ăn việc làm thuận lợi. Xin Chúa giúp con kinh nghiệm Ngài nhiều hơn nữa và rõ ràng hơn nữa mỗi ngày trong năm mới này. Cảm ơn Chúa vì một năm qua, kể cả trong thời khắc phước hạnh nhất hoặc tăm tối nhất, Ngài cũng chẳng hề lìa bỏ con. Ngài vui với niềm vui của con và chịu khổ với những khốn khổ của con. Đây là chỉ là 4 lời tạ ơn trong hơn 200 lời tạ ơn. Chắc chắn là Chúa vui lắm và Chúa nhận hết. Tất cả mọi lời tạ ơn Chúa đều nhận. Chúng ta cứ nói với Chúa một lời tạ ơn và nài xin Chúa chúc phúc lành cho chúng ta, nhất là trong những lúc gian nan thử thách đấy. Chúng ta noi gương cái ông Job đấy, ngồi giữa đống tro ghẻ lở đây mình này, con cái thì chết rồi, gia tài thì mất này. Ông nói: thân trần chuồng xin sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về bụi đất thân trần chuồng. Chúa đã ban cho, Chúa lấy đi, xin tạ ơn Chúa. Xin tạ ơn Chúa. Và chúng ta cũng nhớ hứa với Chúa ấy nha. Ngày mai mốt đây đến giờ Chúa gọi đấy, trong giờ hấp hối chúng ta cũng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Và con xin được nói thêm đấy, khi chúng ta cái lời tạ ơn Chúa, mà lời tạ ơn gọi là hay nhất đó là cái gì? Lời tạ ơn hay nhất đó là cái gì? Câu này cũng hay đó ha. Hỏi thầy Huy coi, thầy Huy trả lời coi. Bây giờ là tạ ơn hay nhất đó là cái gì? Thưa Cha, lời tạ ơn hay nhất là trong con người của mình thì mỗi ngày mỗi tốt hơn, và chúng ta mỗi ngày sửa đường và đi theo đúng đường Chúa chỉ. Đấy là cái lời tạ ơn mà con nghĩ là hay nhất. Rồi, cảm ơn thầy Huy. Nghe thầy Huy nói là tạ ơn hay nhất tức là có sửa đổi. Con tạ ơn Chúa thì năm sau con tốt hơn, cụ thể hơn, tốt hơn. Thì đấy là một cái lời tạ ơn cụ thể nhất. Nhưng chúng ta đi theo kinh nghiệm của các tông đồ nhé. Khi ông Phêrô và ông Andrê đang trải lưới, thế là Chúa gọi các ông, chắc là Chúa phải gọi bằng một cái lời gì đó nó tuyệt mỹ lắm. Đấy. Và các ông ấy tạ ơn Chúa bằng cách thế nào? Từ bỏ hết trải lưới đi theo Chúa. Giống như là Samuel, bà Anna cũng vậy này. Bà cũng là đến tuổi già rồi, bà cũng mới có được đứa con thôi. Thế bà tạ ơn Chúa quá, bà tạ ơn bằng cách bà dâng cái đứa con này cho Chúa luôn. Đấy là lời tạ ơn. Lời tạ ơn tốt nhất là thôi năm 2022 này con theo Chúa luôn. Theo Chúa luôn. À, theo Chúa luôn. Thì đấy là tạ ơn. À, một cái lời tạ ơn mà chắc chắn là Chúa nhận và Chúa cũng sẽ biến đổi chúng ta nên tốt hơn. Đấy là ý thứ nhất ha. Rồi ý thứ hai, đi vào lời Chúa ngày hôm nay, con xin được chia sẻ. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm dương lịch 2021. Và tự lời Chúa ngày hôm nay cũng cho chúng ta thấy có một cái sự đối lập này. Bài đọc thứ nhất, Thánh Gioan nói đến những ngày cuối cùng thì sẽ xuất hiện gọi là những người tên Kitô giả. Thì trong những cái ngày cuối cũng hay có bạo loạn, cũng hay có những cái cám dỗ lắm. Khi chúng ta bệnh nó thật sự chứ đối diện với cái chết chúng ta cũng đầy cám dỗ chứ không phải không đâu. Mình khỏe mạnh như thế này, mình ca tụng Chúa thì nó cũng nhẹ nhàng đấy. Nhưng mà trong những lúc gọi là hoang mang đối diện với cái chết
Sáng hôm nay thì có một chị nói với con, chị bảo em ơi, chị của con ấy, bảo em ơi, năm nay là năm tuổi của chị đấy. Em bảo thế làm sao, bảo em cầu nguyện nhiều đi chứ lỡ mày chị chết trước rồi ai chăm bà cố. Tức là bà sợ, bảo bây giờ sợ thì là tháng nào cũng phải xin lễ hết. Xin lễ thêm Chúa, thêm sức Chúa gìn giữ cho. Đấy, nếu mà sống thì là sống khỏe, mà chết thì mình đã xin lễ cho mình rồi. Trở lại cái vấn đề bài lời Chúa ngày hôm nay. Bài đọc thứ nhất nói về cái thời cuối cùng sẽ có xuất hiện nhiều Kitô giả. Và trong bài tin mừng thì chúng ta thấy lúc khởi đầu. Bài thứ nhất là ngày cuối cùng, ngày cùng tận. Và cái này là lúc khởi đầu, cái này là cái hay của Chúa đây này. Đối với Thiên Chúa, cái tận cùng lại là cái bắt đầu một cái mới. Giống như là hạt lúa mì này, nó thối đi thì nó sinh ra được một cái cây. Giống như là một cái người phụ nữ mang thai đau đớn sắp chết rồi. Và trong cái lúc đau nhất thì là sinh ra được một đứa trẻ, một mầm sống mới. Thì đối với Chúa và chỉ với Chúa, cái tận cùng mới là cái khởi đầu. Chính lúc chết đi là khi sống. Thế thì đây là một cái đức tin nó cũng khó lắm nha. Có một cái anh này, anh là tân tòng, anh chia sẻ với con, anh bảo cha, con đi theo Chúa cũng được gần 10 năm rồi, mà con kinh nghiệm thế này này. Khi mình xin với Chúa một điều gì đó, Chúa sẽ để cho cái điều đó nó rơi vào cái lúc mà chúng ta cảm thấy là không thể được nữa này. Thì Chúa ban cho. Tức là mình xin hay mình làm một cái điều gì đó mà chúng ta sẽ mà không thể được nữa, tức là bế tắc hoàn toàn, thì lúc đấy Chúa sẽ ban ơn. Chúa sẽ ban ơn trong cái lúc tận cùng. Anh chia sẻ kinh nghiệm này thì con nghĩ rằng là nó cũng khó lắm nhá. Rồi có một gia đình này nhá, có một đứa con trai. Có một đứa con trai nó lập gia đình. Thế thì là cứ chờ mãi mà không thấy có con. Thế là mới đi bác sĩ. Và người ta trả lời thẳng là vợ chồng của hai đứa này không thể có con. Không thể có con. Thế thì là cái cô vợ tân tòng cô ấy buồn lắm, cô thất vọng lắm. Thế người mẹ chồng mới nói, con à, trong cái lúc bế tắc nhất, tuyệt vọng nhất, thì Chúa sẽ mở cho vợ chồng chúng con một cánh cửa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta có tin không? Chúng ta có tin không?